Sân Hoa Hạ Long là khu vui chơi giải trí nổi bật nhất tại thành phố Hạ Long, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ các trò chơi giải trí đa dạng, những trò chơi cảm giác mạnh và cảnh quan thơ mộng. Nếu bạn đang muốn tới khu vui chơi Sân Hoa Hạ Long nhưng không biết giá vé như thế nào, cách mua ra sao, vậy hãy tham khảo video dưới đây của Blog Trò Việt để cập nhật ngay 5 đại lý bán vé Sân Hoa Hạ Long uy tín nhất năm 2024 cùng các thông tin về dịch vụ chi tiết nhé. Tổng quan về Sun World Hạ Long. Tổ hợp vui chơi ven biển Sun World Quảng Ninh hay còn gọi là Hạ Long Park nằm trên bờ biển bãi cháy xinh đẹp với diện tích lên đến 169 ha. Nơi đây có nhiều hạng mục giải trí hấp dẫn như công viên rồng, Dragon Park, thế giới trò chơi mạo hiểm với tàu lượn siêu tốc lớn nhất Việt Nam, công viên nước Typhoon Water Park với các trò chơi sảng khoái tại vịnh lốc xoáy và bãi biển Hạ Long với làn nước trong xanh và bờ cát trắng mịn. Du khách có thể trải nghiệm cáp treo vượt biển dài 2 km để đến tổ hợp vui chơi trên đỉnh Ba Đèo, quần thể các điểm du ngoạn hấp dẫn và các hoạt động giải trí kỳ thú. Các điểm đến không thể bỏ qua tại đỉnh Ba Đèo như vườn Nhật, khu trò chơi trong nhà lâu đài huyền bí, đặc biệt là Sun View, một trong những vòng quay cao nhất thế giới và ngôi chùa độc đáo Bảo Hải Linh Thông Tự. 2. Mua vé Sun World Hạ Long như thế nào? Du khách có thể mua vé Sun World Hạ Long thông qua website chính thức của Sun World, mua trực tiếp tại quầy hoặc qua hotline. Mua trực tiếp tại quầy bán vé. Bạn có thể mua vé trực tiếp tại quầy bán vé trước cổng vào của công viên rồng. Sun World Hạ Long cũng bố trí hệ thống máy bán vé tự động cạnh quầy bán vé để giúp du khách chủ động mua vé thuận tiện và dễ dàng. Lưu ý vào thời gian cao điểm, bạn có thể phải xếp hàng từ 5 đến 10 phút để mua vé. Mua vé trực tuyến qua website. Mua vé trực tuyến qua website là hình thức nhanh chóng và thuận tiện đối với đa số du khách. Website chính thức của Sun World Hạ Long cung cấp các thông tin chính xác và minh bạch liên quan đến hoạt động, chi phí và giá vé của mỗi công viên. Du khách hoàn toàn có thể yên tâm khi mua vé tại đây. Dưới đây là 4 bước đơn giản để đặt vé Sun World Hạ Long online. Bạn có thể thực hiện trên điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử khác. Bước 1. Truy cập vào website ticket.sunworld.vn, chọn công viên Sun World Hạ Long và ngày muốn đi. Bước 2. Sau khi chọn ngày, màn hình sẽ hiển thị danh sách các vé, bạn chọn loại vé cần mua và số lượng vé tương đương. Bước 3. Ấn giỏ hàng để thanh toán, sau đó màn hình sẽ hiển thị để bạn kiểm tra lại ngày đặt vé, loại vé và số lượng vé. Bước 4. Điền thông tin và xác nhận thanh toán để hoàn tất giao dịch. Thông tin về Sun World Hạ Long sẽ được gửi qua email bạn đã đăng ký. Mua vé trực tuyến qua hotline. Bên cạnh việc mua vé trực tuyến qua website chính thức, mua vé Sun World Hạ Long qua hotline cũng là một lựa chọn phổ biến. Đặc biệt nếu bạn đi theo đoàn đông người và cần đăng ký nhiều loại vé khác nhau, mua vé qua hotline là phương án hỗ trợ tối ưu nhất. Khi liên hệ hotline hỗ trợ đặt vé của Sun World Hạ Long, nhân viên tư vấn sẽ hướng dẫn bạn đặt vé trực tiếp. Mua vé qua các đại lý du lịch. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể mua vé qua các đại lý du lịch, lữ hành hoặc khách sạn. Tuy nhiên, khi mua vé qua kênh gián tiếp, bạn có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội khuyến mãi hoặc ưu đãi thanh toán chỉ áp dụng cho kênh bán vé online của Sun World. Mua vé qua các website đại lý du lịch trực tuyến. Ngoài những cách trên thì bạn cũng có thể mua vé qua các website đại lý du lịch trực tuyến như TripAdvisor, Klook. Ưu điểm của các website này là thường xuyên có các mã giảm giá riêng cho từng đơn vị, kết hợp với các chương trình khuyến mãi của Sun World giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí. 3. Top 5 đại lý bán vé Sun World Hạ Long. Đại lý bán vé Sun World Hạ Long Thomas Kim Travel. Thomas Kim Travel, trước đây là Kim Travel, là một công ty du lịch hàng đầu tại Hạ Long, được thành lập vào năm 2012. Đặc biệt, Thomas Kim cũng tự hào là một trong những đối tác đáng tin cậy nhất của Sun World trong việc đặt vé, đảm bảo mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đáng nhớ và an toàn nhất. Ưu điểm đặt vé online tại Thomas Kim: tiện lợi, nhanh chóng. Khi sử dụng dịch vụ đặt vé online của Thomas Kim, du khách sẽ nhận được vé online có mã QR code. Bạn không cần phải xếp hàng mua vé tại quầy và chỉ cần quét mã QR code qua cổng kiểm soát để vào công viên. Giá vé hấp dẫn. Tất cả
cả khách hàng mua vé online tại Thomas Kim đều được nhận ưu đãi giá vé Sun World Hạ Long rẻ hơn 8% so với mua tại quầy bán vé và máy bán vé tự động. Chủ động thời gian, khách hàng có thể đặt và nhận vé trước 3 đến 10 ngày giúp du khách chủ động hơn về lịch trình của mình. Hỗ trợ khách hàng, công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 qua các kênh liên lạc như email, hotline hoặc tin nhắn trực tuyến để giải đáp mọi thắc mắc và giúp đỡ của khách hàng trong quá trình đặt vé. Tất cả đều miễn phí. Đại lý bán vé Sun World Hạ Long, AZ Cruise. AZ Cruise là một trong những đại lý du lịch hàng đầu tại Hạ Long. AZ Cruise cung cấp dịch vụ như tàu thăm vịnh Hạ Long trong ngày, du thuyền ngủ đêm 5 sao và các combo du lịch hấp dẫn. Ngoài ra, AZ Cruise còn là đại lý phân phối chính hãng vé Sun World Park. Lý do bạn nên chọn đặt vé Sun World Hạ Long của AZ Cruise đó là đại lý chính thức. AZ Cruise là đại lý bán vé chính thức của Sun World Park. Dịch vụ minh bạch. Tất cả các dịch vụ tại AZ Cruise đều được công bố rõ ràng với xác nhận dịch vụ và số tiền thanh toán gửi trước ngày đi. Đặt vé nhanh chóng. Chỉ với 3 bước đơn giản, quý khách sẽ không phải chờ đợi lâu tại cổng. Đảm bảo vé. Khi đã đặt vé trước của AZ Cruise, quý khách không phải lo lắng về việc hết vé vào dịp cao điểm. Đại lý bán vé Sun World Hạ Long, Viettour Ba Miền. Viettour Ba Miền là một trong những công ty du lịch hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch chất lượng cao cho khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Công ty được thành lập với mục tiêu nâng cao ngành du lịch Việt Nam, giúp khách hàng khám phá và trải nghiệm những địa điểm độc đáo và đẹp nhất của đất nước. Tất cả các dịch vụ của Viettour Ba Miền cam kết đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Đội ngũ nhân viên tận tình và chuyên nghiệp của Viettour Ba Miền luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong mọi vấn đề, từ việc lựa chọn chương trình tour, đặt phòng khách sạn đến các hoạt động trong suốt chuyến đi. Nếu bạn đang có kế hoạch vui chơi tại Sun World Hạ Long, hãy liên hệ với Viettour Ba Miền để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm, Viettour Ba Miền sẽ giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chuyến du lịch Quảng Ninh của mình. Đại lý bán vé cáp treo Phú Quốc uy tín eHoliday. Với mục tiêu đem đến cho khách hàng trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời, eHoliday luôn mang đến những combo du lịch phù hợp với từng khách hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu vui chơi tại Sun World Hạ Long, đơn vị này cũng cung cấp những combo vé với giá tốt nhất. Nhìn chung các combo du lịch của eHoliday là những gói sản phẩm tích hợp đầy đủ các dịch vụ cho một kỳ nghỉ, bao gồm phòng khách sạn, vé máy bay, đưa đón, ăn uống, khám phá, chỉ trong một lần đặt. Tại eHoliday, đơn vị cam kết cung cấp những dịch vụ chất lượng nhất và gợi ý những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, phù hợp với chuyến đi của bạn. Đơn vị luôn mang đến giải pháp đơn giản, thuận tiện để bạn trải nghiệm những ngày nghỉ tuyệt vời. Đại lý bán vé cáp treo Phú Quốc uy tín Best Ride. Nếu bạn đang tìm kiếm đại lý bán vé Sun World Hạ Long uy tín, Best Ride là lựa chọn không thể bỏ qua. Được thành lập từ năm 2010, Best Ride là một trong những công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay và tour du lịch cho khách hàng trong nước và quốc tế. Với mục tiêu cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng, tin cậy với giá tốt nhất, Best Ride liên kết chọn lọc với các khách sạn, hãng hàng không và đối tác địa phương uy tín. Nhờ đó, Best Ride sẽ mang đến cho khách hàng những dịch vụ đa dạng, được kết hợp thông minh và tối ưu, giúp bạn đặt những chuyến đi du lịch hoàn hảo với giá tốt nhất.
4. Kinh nghiệm mua vé Sun World Hạ Long. Đặt vé trực tuyến. Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian và tránh việc phải xếp hàng mua vé tại cổng và công viên, hãy đặt vé trực tuyến trên trang web của Sun World Hạ Long hoặc qua các đại lý. Bằng cách này, bạn sẽ nhận được ưu đãi giảm giá và có vé ngay sau khi thanh toán. Chọn loại vé phù hợp. Hãy lựa chọn loại vé phù hợp với độ tuổi và chiều cao của bạn để tránh tình trạng lãng phí tiền bạc không cần thiết. Đối với những người cao tuổi hoặc có khuyết tật, hãy xem xét các ưu đãi giảm giá vé mà công viên cung cấp. Xác nhận thông tin vé trước khi đến. Trước khi bạn đến Sun World Hạ Long, hãy kiểm tra lại thông tin trên vé để tránh những sự nhầm lẫn và tình huống không mong muốn. Đến sớm vào ngày tham quan. Nếu bạn đến muộn, có thể phải xếp hàng mua vé rất lâu và dễ bị lỡ các hoạt động vui chơi trong công viên. Vì vậy, hãy đến sớm để tránh những tình huống này. Chuẩn bị đầy đủ. Trước khi đến Sun World Hạ Long, hãy chuẩn bị đầy đủ túi sách, nước uống và kem chống nắng để bạn có một ngày tham quan thoải mái và vui vẻ. 5. Sun World Hạ Long có gì chơi? Công viên nước Typhoon Water Park. Công viên nước Typhoon Water Park sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời với 12 công trình dưới nước hấp dẫn. Ngâm mình dưới làn nước trong xanh, bạn sẽ thỏa sức tham gia những trò chơi mới mẻ và tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc cùng gia đình sau chuỗi ngày mệt mỏi. Khu trò chơi công viên nước được chia thành 3 phân khu chính là khu trò chơi cảm giác mạnh, khu vực dành cho trẻ em và không gian vui chơi cho gia đình. Khu trò chơi cảm giác mạnh dành cho những tín đồ đam mê tốc độ và yêu thích cảm giác mạnh. Sở hữu nhiều trò chơi táo bạo, đem lại cảm giác cực đã, khu này luôn thôi thúc bạn bứt phá giới hạn của bản thân với các trò chơi cực hot như cuồng phong lốc xoáy và cơn bão nhiệt đới. Sau khi vượt qua những thử thách khó nhằn, bạn có thể thư giãn trong dòng nước yên bình tại quốc đảo kỳ diệu và vịnh mặt trời, tận hưởng những giây phút thoải mái và thư thái. Cáp treo nữ hoàng và khu đồi huyền bí. Điểm nhấn tiếp theo chính là tuyến cáp treo nữ hoàng, một kiệt tác kiến trúc hiện đại của người Việt. Nằm trong quần thể khu vui chơi giải trí Sun World Hạ Long Complex, cáp treo nữ hoàng và khu đồi huyền bí là địa điểm không thể bỏ lỡ trong chuyến du ngoạn của bạn. Cáp treo nữ hoàng là cầu nối giữa hai phân khu vui chơi, bắt đầu từ ga Đại Dương bên bãi cháy, xuyên qua vịnh Cửa Lục và dừng tại ga mặt trời trên đỉnh Ba Đèo. Cáp treo nữ hoàng đã thiết lập hai kỷ lục Guinness thế giới là cabin cáp treo có sức chứa lớn nhất và trụ cáp treo cao nhất thế giới. Được ví như hai chiếc xe buýt hai tầng lơ lửng trên không, cáp treo nữ hoàng sở hữu chiều dài 2,2 km với cột trụ nằm ở độ cao 188,88m so với mực nước biển. Thiết kế của cabin với những ô kính lớn tạo thuận tiện cho tầm nhìn rộng, cho phép du khách ngắm nhìn toàn cảnh kỳ quan thiên nhiên vịnh và thành phố Hạ Long từ trên cao. Công viên rồng Dragon Park. Được biết đến là khu giải trí tầm cỡ thế giới, công viên rồng mở ra một thiên đường trò chơi cho những ai yêu thích mạo hiểm. Tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm sự sôi động và cuồng nhiệt qua các trò chơi đẳng cấp quốc tế dành cho mọi lứa tuổi. Khu trò chơi cảm giác mạnh thu hút du khách với những trò chơi táo bạo lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, nổi bật bởi sự cuồng nhiệt và tính giải trí cao. Một số trò chơi cảm giác mạnh được yêu thích nhất bao gồm phi long thần tốc, tay giác cuồng nộ, theo dấu chân rồng và tàu hải tặc. Những trò chơi này sẽ giúp bạn đập tan nỗi sợ hãi và khám phá lòng dũng cảm của bản thân. Khu trò chơi dành cho trẻ em mở ra cánh cửa, đưa các bé đến với thế giới cổ tích. Tại đây, các bé có thể tận hưởng khoảng thời gian thư giãn với những trò chơi nhẹ nhàng và những tiếng cười giòn tan. Khu vực này được trang trí với màu sắc sặc sỡ và bắt mắt. Một số trò chơi nổi bật giúp các bé hòa mình vào tuổi thơ, bao gồm chiếc cốc thần và chuyến xe tuổi thơ. Khu vui chơi cho gia đình, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều trò chơi với các thể loại khác nhau, từ đối kháng, thử thách bản thân cho đến nhẹ nhàng, lãng mạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây về top 5 đại lý bán vé Sun World Hạ Long của blog Travel Việt, bạn đã có thêm thông tin hữu ích và lựa chọn được hình thức đặt vé phù hợp nhất. Trong tương lai, nếu bạn du lịch Quảng Ninh thì đừng quên ghé thăm Sun World Hạ Long để trải nghiệm thiên đường giải trí đạt chất lượng quốc tế này nhé! Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé! Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh.
Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.